Chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em ngày hôm nay. Hôm nay chúng em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em cái cách để chúng ta lựa chọn một cái cục đẩy nó phù hợp cho cái nhu cầu giải trí, nghe nhạc và hát karaoke trong gia đình. Và trên thị trường hiện nay thì như các bác và anh em biết là có rất là nhiều các cái mẫu đẩy khác nhau, cũng như là kích thước khác nhau, rồi công suất khác nhau và rất là nhiều những công nghệ khác nhau nữa, và khiến cho anh em băn khoăn chúng ta không biết là lựa chọn cái cục đẩy loại nào cho nó phù hợp trong cái không gian gia đình, karaoke và nghe nhạc. Thì trong cái video ngày hôm nay sẽ cố gắng là hướng dẫn cho các bác anh em lựa chọn cái nào nó phù hợp nhất. Đây thì em sẽ chỉ hướng dẫn cho các bác anh em lựa chọn những cục đẩy dành cho gia đình thôi các bác nhé, không dành cho những mục đích khác như là sự kiện này, kinh doanh hay làm show vân vân, chỉ dành cho mục đích gia đình thôi, dành riêng cho gia đình, và sẽ có những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Như chúng ta có thể biết được là trên thị trường hiện nay thì anh em có thể thấy được có muôn vàn những mẫu đẩy khác nhau, đúng không ạ? Từ những công nghệ rồi kích thước kiểu dáng, nó rất là nhiều lựa chọn đa dạng. Thì chúng ta có thể thấy được những dòng đẩy ngày xưa đấy, như Yamaha hay là những dòng đẩy như ở KX này, thì nó có cái kích thước rất là lớn và trọng lượng rất là nặng. Chiều sâu của những cục đẩy như này, ví dụ như con này thì nó lên tới khoảng tầm 50 cm các bạn nhé. Nó rất là sâu, rất là dài, và khiến cho anh em là để trong cái không gian gia đình, những ngăn tủ ngăn kệ nó sẽ chật chội, và đôi khi chúng ta lại phải hy sinh và chúng ta phải dùng máy cưa máy cắt để chúng ta đục cái tủ ra thì chúng ta mới luồn được cái cục đẩy này vào được, vì nó rất là dài. Thì chúng ta thấy được 50 cm, có những đẩy nó ngắn hơn thì nó cũng khoảng tầm 47 cm rồi đấy. Hoặc là với những cục đẩy mới nhất bây giờ, họ có thể nói là gọn nhẹ nhất ở trên thị trường phổ thông các bạn nhé, là những cái con GS600 này thì nó khoảng tầm 49 cm rồi, đúng không ạ? 49 cm, à xin lỗi, 39 cm, thì nó cũng khá là dài, đúng không ạ? So với một số những cái tủ cái kệ trong gia đình chúng ta ấy, thì nó sẽ khá là ngắn, đúng không ạ? Nó chỉ khoảng tầm 30 cm thôi, mà những cái cục đẩy như này thì nó cũng vượt quá cái chiều dài của cái tủ của chúng ta rồi đó. Và chưa nói về vấn đề công nghệ và công suất các bạn nhé, chúng ta đang nói về cái vấn đề về kích thước thì nó đã vượt trội và nó không phù hợp trong cái không gian gia đình các bạn nhé. Và có thể nói là cho tới thời điểm hiện tại đây thì anh em chúng ta cũng không cần phải lo đến vấn đề về công suất nữa. Hầu hết những cái cục đẩy thông thường bây giờ nó công suất của tầm 500-600W trở lên rồi, nó đã rất là mạnh rồi, đánh được rất là nhiều các loại loa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đấy nó mới chỉ là một cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn thôi, kích thước chỉ là một tiêu chí. Cho nên khi chúng ta lựa chọn cục đẩy trong gia đình thì các bác anh em lưu ý là lựa chọn cục đẩy nó phải kích thước này nhỏ gọn thôi, đúng không ạ? Nhỏ gọn này, và có thể nó nhẹ thì càng tốt, đúng không ạ? Nhẹ được càng tốt để chúng ta khi mà chúng ta đưa vào trong ngăn tủ ngăn kệ nó rất là nhẹ nhàng. Và cái thứ ba nữa là công suất nó vẫn phải đảm bảo là nó phải đủ công suất để đánh cho cái đô la nhà chúng ta. Thì xin thưa các bác anh em là ở phía trước kia thì bọn em cũng có kinh doanh những dòng này, nhưng theo thời gian bây giờ thì công nghệ nó đã thay đổi rất là nhiều, và nó bây giờ nó ra những cái cục đẩy đời mới hơn, cho cái kích thước nhỏ gọn hơn, trọng lượng nhẹ hơn, và cho cái hiệu suất hoạt động nó cũng cao hơn. Và một cái nữa đó chính là cái yếu tố về chất âm. Thì cái chất âm của những cái dòng đẩy mới nó đã cải tiến đi rất là nhiều so với những dòng đẩy cũ rồi các bạn nhé. Nó sử dụng mạch class H đời mới, rồi nó có các cái hệ thống bảo vệ, rồi còn cả tích hợp cả những công nghệ hiện đại nữa. Thì trong xu hướng karaoke hiện nay thì hầu hết các bác và anh em không còn lựa chọn âm ly như ngày xưa nữa, vì âm ly nó là những cái dòng công nghệ đời cũ của 20-25 năm trước, nó rất là lạc hậu. Và cái công nghệ của nó chỉ có đơn thuần là cái hiệu ứng echo thôi. Echo là tạo hiệu ứng vang nhại, hiệu ứng nhại để cho cái giọng hát chúng ta nó được ngọt ngào hơn thôi. Còn về những công nghệ như chống hú này, bluetooth này, cổng quang này, rồi đặc biệt là những cái công nghệ hiện đại mới bây giờ như là chip xử lý DSP của một cái chiếc vang số cao cấp, thì những dòng âm ly thì nó không có được, vì nó công nghệ analog cũ của ngày xưa, thì nó cũng khá là nhiều cái nhược điểm. Hát nó dễ bị hú rít, rồi công suất thì yếu, rồi nó còn không có các cái cổng kết nối, và nó cũng dùng nó rất là bất tiện. Cho nên là dần dần bọn em đã ngừng kinh doanh những âm ly rồi. Và trên thị trường bây giờ cũng rất là nhiều ít người dùng âm ly các bạn nhé. Xu hướng là chuyển sang cục đẩy và hát với vang. Cục đẩy với vang thì bao giờ nó cũng sẽ có những ưu điểm hơn. Cho nên là trong quá trình lựa chọn những bộ dàn karaoke thì các bác em nên cân nhắc với đẩy riêng và vang riêng. Tuy nhiên cũng có một cái đó chung là chúng ta cần lưu ý, đầu tư một bộ đẩy riêng vang riêng như kia thì chi phí nó sẽ đội lên nhiều so với lại cục đẩy liền vang. Cục đẩy liền vang thì sẽ áp dụng cho những các bác và anh em là có cái chi phí đầu tư nó vừa phải, tại vì những cục đẩy liền vang này đã tích hợp tất cả trong một rồi, thay vì đẩy rời vang rời nâng tiếng rời thì chúng ta có thể mua tất cả gộp lại trong một
Trong này có tích hợp sẵn một chip giải mã 48 bit như một chiếc vang số cao cấp, có cả chip giải mã để lọc cái âm sắc đầu vào, nếu có cả nâng tiếng, có cả bluetooth, có cả cổng quang, có cả điều khiển từ xa, có nghĩa là nó tích hợp tất cả trong một và nó rất là hiện đại và nó dễ chỉnh nữa. Và cũng tương tự anh em với nó thì nó cũng có những dòng cục đẩy đẩy dương như này, nhưng mà đời mới thì nó sẽ có cái, chúng ta có thể thấy được là có thiết kế đẹp này, nó ngắn gọn hơn này, nó nhỏ gọn lắm, chứ cái chiều sâu của nó chỉ tầm đấy, các bác em thấy nó 31 cm thôi, thậm chí nó còn ngắn hơn cả một cái âm ly thông thường đó. Và cái trọng lượng của nó cũng khá là nhỏ, nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều so với những cục đẩy đời cũ ngày xưa. Anh em có thể thấy đời cũ ngày xưa nó có thể lên tới 20-25 thậm chí là 35 kg một cục đẩy, có những cục đẩy nó nặng lên tầm 60 kg cũng có. Thế nhưng mà nó sẽ hoàn toàn không phù hợp cho không gian gia đình hiện nay. Cục đẩy này nó còn tầm khoảng 13-15 kg thôi, nhưng công suất của nó thì rất, mỗi một kênh nó rất là mạnh, có thể maximum một kênh lên tới 1000W ở chế độ 4 ohm các bạn nhé. Còn với những đôi loa bát 40 hoặc là hai đôi bát 30 nó có thể đánh được tốt hai đôi bát 30, và với một cái kích thước trọng lượng khá là nhỏ thôi, vì nó sử dụng một cái công nghệ đời mới nhất, hiện đại nhất, mạch lát H tiên tiến của hãng WeWood độc quyền phát triển. Và cái nữa đó là cái rất là quan trọng, đó chính là cái âm sắc. Ở những cục đẩy đời mới bây giờ thì cái mạch người ta đã thiết kế để cho đánh được một cái giải tần số rất là rộng, từ 20 Hz, từ tần số thấp nhất 20 Hz cho tới 20 kHz, cho nên là cái khoảng hoạt động rất là rộng, cho nên nó có thể đánh được rất là nhiều những cái loại loa khác nhau. Anh em dù là chúng ta có thể đánh loa full chép kèn hay là loa gần mút chép giấy, nó đều có thể thể hiện được hết cái tố chất của cái đôi loa nhà các bác anh em. Âm thanh đánh ra rất là sạch sẽ này, chi tiết ngọt ngào. Âm thanh nó đánh ra sạch sẽ và ngọt ngào, tương tự những dòng đẩy Crown của Mỹ hoặc là những âm ly nội địa của Nhật hay là của Sansui hay là Pure anh em từng thấy để nghe nhạc đấy. Thậm chí là anh em có thể dùng cục đẩy này để đánh với những đôi loa nghe nhạc cho cái chất âm thanh rất là sạch sẽ và chuyên nghiệp, nó đều tất cả các giải. Còn nếu mà chúng ta thích chỉnh âm sắc theo sở thích chúng ta, ví dụ thích bát trinh trung và tép nâng lên, thì anh em có thể ghép thêm lọc xì hoặc là ghép thêm vang, hoặc ghép thêm vang nữa để hát karaoke, hoặc là ghép thêm nâng tiếng nữa để nâng cái giọng hát chúng ta lên thành một bộ karaoke kiểu như thế này thì vẫn được các bạn nhé. Khi mà chúng ta lựa chọn một cục đẩy nó tốt rồi thì vấn đề còn lại là chỉ việc lựa chọn loa thôi. Và ở những cục đẩy mới này thì nó sẽ có sự cải tiến thì rất là nhiều so với những phiên bản trước. Ở phiên bản trước thì chúng ta có thể thấy để D500 thì nó đã cho cái chất lượng âm thanh rất là sạch sẽ rồi. Nhưng mà phiên bản này thì nó vẫn kế thừa những tinh hoa nó, nhưng còn bổ sung thêm những công nghệ mới hiện đại nữa, đó là cái công nghệ là tự ngắt và chống chập. Tức là tự ngắt là như nào? Nó tự ngắt khi mà hoạt động ở quá công suất, quá ngưỡng, nó sẽ tự ngắt để nó bảo vệ là chống cháy cho loa đó, chống cháy cho loa, an toàn cho loa. Và cái thứ hai nữa, khi mà trường hợp mà nó bị chập cháy chẳng hạn, ví dụ chúng ta có làm chập dây loa như này thì cái cục đẩy nó vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Chúng ta bỏ ra thì loa cục đẩy nó vẫn hoạt động bình thường. Không những cục đẩy thông thường, có nghĩa là khi mà chúng ta đánh chập loa như này thì nó sẽ cháy cả một dàn sò đấy, cháy hết, có nghĩa là chúng ta sẽ phải chịu một thiệt hại rất là lớn. Còn với những cục đẩy này thì nó đã công nghệ tự động chống chập cháy rồi, chúng ta có thể đấu chập loa như này, dây loa như này không được gì các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm luôn cái tính năng bảo vệ loa của những bảo vệ chống chập cháy của những cục đẩy này. Đây ví dụ em buộc lại như này các bạn nhé, đó cục đẩy đang bật hoạt động bình thường đúng không ạ. Khi bây giờ em tháo ra như này, em đấu vào loa để loa nó sẽ vẫn cứ kêu bình thường các bạn nhé. Đó là những cái đó, em sẽ tăng âm lượng lên một chút. Rồi, các bác đột em thấy phá không? Vượt bậc trong tiêu chuẩn chất lượng không khí, rất hay nhiều quảng cáo ngăn ngừa tích tụ bụi bẩn khói. Đấy, các bác anh em thấy ạ, nó vẫn cứ chạy bình thường đúng không ạ. Đang kêu nhá, em buộc lại như này chẳng hạn, ví dụ thôi, em buộc lại là chỉ là lấy ví dụ thôi. Trường hợp mà dây mà nó có quẹt qua quẹt lại thì không ảnh hưởng gì cả các bác nhé. Xong chúng ta đấu vào loa thì nó vẫn cứ kêu bình thường. Đó là những cái tính năng bảo vệ chống chập cháy rất là hiện đại của những cục đẩy đời mới bây giờ, mà những cục đẩy đời cũ nó không có được các bác nhé. Đảm bảo những cục đẩy đời cũ nó sẽ không có được cái công nghệ như này. Và khi chúng ta đánh ở cái công suất mạnh lên thì nó sẽ báo cái đèn protect này, tức là sẽ bảo vệ và nó sẽ ngắt, nó cắt tín hiệu ra loa để cho nó đảm bảo cho cái loa nó không bị cháy. Thế là khi mà chúng ta sử dụng những cục đẩy đời mới bây giờ thì hoàn toàn yên tâm và nó an toàn tuyệt đối. Và cái chính sách của bảo hành của những cục đẩy mới bây giờ thì nó sẽ là 1 năm nối đôi đổi mới luôn các bác nhé. Chúng ta hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những cái cục đẩy đời mới. Đấy là với anh em nào có nhu cầu muốn mua đẩy riêng, vang riêng, các thiết bị riêng để ghép thành bộ karaoke kiểu kiểu như này. Còn với những các bác anh em có điều kiện kinh tế nó hạn hẹp
mà chúng ta vẫn muốn mua một bộ cao kê nó có cái chi phí vừa phải thôi, thì anh em có thể cân nhắc lấy những cục đàn liền vang kiểu như này. Bên trong nó đã tích hợp sẵn nâng tiếng giải mã, thì anh em chỉ cần lựa chọn một cái cục đàn liền vang này thôi, đánh với $1 và chúng ta chỉ việc cắm mic vào là hát luôn thôi. Bên trong thì có sẵn các cái chế độ như là echo này, có reverb này, có delay, có repeat các bác nhé. Đấy. Và có cả đường cắt súp ở phía trước luôn. Có điều khiển từ xa, có cổng quang, có bluetooth, có đầu đọc USB. Và nó lại là chip xử lý bằng số luôn các bác nhé. Rất là nhiều các cái công nghệ hiện đại trong này nữa. Có cả nâng được cái tông giọng hát này, chống hú này. Đã nâng tông giọng hát này, anh em còn nâng được các cái nâng và giảm tông. Rồi các cái mức độ chống hú này. Đấy, 1, 2, 3 này. Và chế độ nâng tiếng này, đó, nâng tiếng và giảm tiếng này. Tùy theo các bác anh em, chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Và có những chức năng là khóa trẻ em, chúng ta có thể đặt một cái ngưỡng nào là ngưỡng tối đa, để đến lúc mà các cháu nhỏ ở nhà nó vận hết cỡ thì nó cũng chỉ đẹp mức độ như vậy thôi. Thì nó rất là an toàn với những cục đẩy như này. Và cái quan trọng nhất là cái độ bền, đúng không ạ? Độ bền của nó, những cục đẩy này thì là hàng chính hãng, cho nên các bác anh em hoàn toàn yên tâm khi quá trình sử dụng, sẽ không có cái ít cái trường hợp lỗi vặt như hàng bãi hoặc là những hàng kém chất lượng. Nên Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em rất là tự tin khi cung cấp những cái sản phẩm chất lượng cho tất cả các bác và anh em trên thị trường hiện nay. Và mọi nhu cầu về những cục đẩy hay là đẩy liền vang hay là các thiết bị lẻ như là đẩy vang, nâng tiếng, mic, loa trầm, loa chép, vân vân, tất cả thiết bị và karaoke thì các bác và anh em vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. There's a light inside your eyes, you make me feel like